ngọt thỉu các bạn. 450 VMK 2 nghe ngọt lị các bạn nhá. Đầu loa Nhật Bản đẹp chưa các bạn? Nói lên BMB và cái mã này các bác cũng thừa biết rồi, nó cực kỳ vip luôn. Cô chú ở Bắc Linh lại tiếp tục lấy cặp loa 450V này, cực kỳ là đẹp. Nó là những mã cao cấp nhất trong dòng loa 255. Đây bác này vừa lấy một bộ dàn nghe nhạc. Anh em đã đóng xong rồi. Bác này là lấy bộ dàn nghe nhạc cũng ở Bắc Linh. Đây là cô chú lấy cặp 450V MK mã 2. Cặp này đánh ngọt lắm các bạn. 325 các bác nhá. Dòng loa này rất là hiếm, số lượng không có nhiều đâu các bạn. Và đẹp như này, đẹp như thế này. Một bộ nghe nhạc rồi vừa xong, anh em đã đóng gói. Cô chú lại lấy cô chú lại lấy thêm một cặp 450V MK2 luộc lị luôn. Dòng loa này nghe em hay và hát tuyệt vời đấy. Bát 25 nghe trong phòng rất là hay, tiếng nó êm. Như chú này vừa lấy một bộ nghe nhạc, bát chỉ 16 thôi. Nghe âm thanh thì các bác thưởng thức cái chất âm nó đủ để trong phòng các bác, chứ không nhất thiết nó phải quá là to. Em chia sẻ các bác có những người chơi những cặp loa full 40, thậm chí full 2 bát 40 em thấy quá là thừa. Đấy, những cặp loa JBL em bán ấy, 725 ấy, 715 ấy, phải nói là nó rất là đắt, nhưng nhiều khi em thấy nó quá thừa, lãng phí. Ở cái dòng đó thì em bán đa phần em bán cho các anh em để ngoài sân, ngoài sảnh, ngoài để gọi là sân vườn thì được, còn để trong nhà thì không thể nào hay bằng những dòng loa lầm, những dòng loa BB, những dòng loa Bose Mỹ, những dòng loa Tequila. Chất âm nó rất là êm ái. Bên em có sẵn đủ hết các mã sản phẩm các bác nhá. JBL, PV to bé em đều có đủ. Đấy, cho nên là em cũng không phải là chê, và em muốn bán cho các bác phục vụ đúng với mục đích của mình. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ, luôn luôn tin tưởng và đặt niềm tin tại Ngọc Hoàng Bắc Giang. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, các anh chị em nhé.